Truyền hình Việt Đức VTV xin kính chào quý vị các bạn. Bản tin thời sự ngày 6 tháng 4 2017 gồm những tin chính sau đây. Tin trong nước. Thưa quý vị các bạn, người dân Việt Nam có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Vâng, hôm nay ngày 6 tháng 4 tức mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các ban ngành trung ương và địa phương, cùng với hàng vạn nhân dân đã đổ về để khu vực Đền Hùng để dâng hương thành kính tưởng niệm các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Cũng sáng nay ngày 6 tháng 4 tại Hà Nội, Hội chợ Quốc tế Du lịch Quốc tế Việt Nam VTM Hà Nội 2017 đã chính thức được khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị 91 Trần Hưng Đạo của Hà Nội. Cũng trong khuôn khổ hội chợ, hơn 20.000 tour du lịch trên 15.000 vé máy bay giá rẻ nối với các điểm đến ấn tượng được giới thiệu và được quảng bá và được bán lại cho khách. Hội chợ VTM là để quảng bá hình ảnh của Việt Nam và được đánh giá là hội chợ du lịch lớn nhất trong năm 2017. Tin từ miền Trung. Sự cố Formosa xảy ra cách đây một năm, lãnh đạo Formosa đã xin lỗi và đã đền bù. Đến nay nhân dân đã nhận được tiền đền bù nhưng một số ở vùng vẫn chưa được nhận đầy đủ số tiền đền bù. Lý do là do mắc thủ tục về kê khai. Môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã có dấu hiệu dần dần tái hồi sinh. Các khu chợ đã có cá bán và người dân đã mua cá về làm thực phẩm. Máy cày bừa đa năng. Thưa quý vị các bạn, sau nhiều tháng ấp ủ ý tưởng và mày mò thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm, anh kỹ sư nông dân Phan Công Sĩ ở Nghệ An đã cho ra đời chiếc máy cày bừa liên hợp 4 trong 1. Anh Phan Công Sĩ là người chỉ có học hết lớp 10, vì nhà nghèo cho nên không thể học tiếp đại học mà chuyển sang làm thợ sửa chữa máy nông nghiệp. Từ là người thợ đến lập xưởng cơ khí sửa chữa riêng, nay anh đã cải tiến máy gặt đập liên hợp trở thành máy có 4 tác dụng là cày bừa, xúc đất và trộn bê tông. Chiếc máy đa năng 4 trong 1 của anh đã phát huy hiệu quả thực tế ở làng quê và được nhiều người dân đặt mua. Tin thế giới. Hôm nay ngày 6 tháng 4, công tố viên Hàn Quốc một lần nữa đã đến trại giam thẩm vấn cựu tổng thống nước này, bà Park, vì bà liên quan đến những bê bối và tham nhũng dẫn đến việc bà bị phế truất và bị bắt ngày 31 tháng 3 vừa qua. Tin từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump ngày 5 tháng 4 cho rằng cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo IS tại Syria và Iraq sẽ ngắn hơn nhiều so với ước tính của nhiều người. Ông tái khẳng định việc tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và bảo vệ dân thường là không có lựa chọn nào khác. Tin từ Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ 6 tỷ USD cho Syria. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Brussels, ngày 5 tháng 4, hội nghị ủng hộ tương lai Syria và khu vực đã diễn ra tại Brussels, Bỉ. Cộng đồng quốc tế đã cam kết đóng góp 6 tỷ USD để viện trợ nhân đạo cho người dân Syria và người Syria di cư trong năm 2017. Tin từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong phiên họp ngày 5 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hoãn bỏ phiếu về nghị quyết do Anh, Pháp, Mỹ soạn thảo nhằm cáo buộc chính quyền Syria trong việc tấn công bằng vũ khí hóa học làm 72 người chết, trong đó có 20 trẻ em và phụ nữ. Phía chính quyền Syria đã cương quyết bác bỏ những cáo buộc trên. Tin từ nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc bàn nhiều dự án lớn. Tin chi tiết cho biết, Moscow và Bắc Kinh đang chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin. Phát biểu với báo giới ngày 5 tháng 4, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, chương trình nghị sự trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin là rất lớn, hiện chưa tiết lộ cụ thể, nhưng theo kế hoạch, một gói lớn các hiệp định sẽ được ký kết. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự ngày 6 tháng 4 xin tạm dừng ở đây. Nhà báo Huy Thắng xin cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại.